Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay em có cái video em quay về cây giống nha. Hôm nay em có hàng cây trang Mỹ Cam, hàng cây giống. Thì cây này nó chưa có lên bông nha anh chị ơi. Cây này là cây giống rất là bự luôn. Cây này là mình đem về mình trồng được luôn. Nó nằm ở trong cái bầu như thế này nè anh chị. Anh chị thấy rễ của nó nè, nó bò ra ngoài luôn rồi ha. Cái này là mình đem về là mình trồng được luôn. Thân của nó là như thế này đây anh chị. Nó rất là cao luôn nha. Để em lấy một cây lên cho anh chị mình xem. Thì giá của một cây như vậy thì có 8.000 anh chị ơi. Đây em lấy đại một cái cây lên cho anh chị mình xem. Tượng trưng nha anh chị. Đây. 8.000 một cây như thế này nè, đó anh chị thấy nó cao không? Cái này mình đem gì là mình trồng được luôn rồi nè nha anh chị. Gửi thì xum xê hết trơn à, đó. Em gửi luôn cái bầu như vậy qua Tết anh chị mình 5-10 ngày cũng không sao luôn nha anh chị. Cây giống này mà mình chùm kính hơi là mình bỏ ở trong cái thùng kính á, tầm 5-10 ngày á, nó không có héo mà nó còn ra rễ nó còn tốt hơn nữa nha anh chị. Giống như là mình ủ nó lại để cho mình nó ra rễ đó. Thì giá của một cây như vậy nè là 8.000. Thì anh chị mà mua 20 cây á, 20 cây đó anh chị, thì em bao ship cho anh chị mình luôn. Còn anh chị mà mua số nhiều hơn nữa thì em sẽ để giá khuyến mãi cho anh chị mình ha. Ở đây thì em còn khoảng cỡ cả ngàn cây lận nha anh chị. 10 cây á thì em tặng cho anh chị mình là một cây. Ví dụ như anh chị mua 10 cây này nè thì em tặng anh chị 1 cây nữa là 11 cây. Làm tính tiền 10 cây nha anh chị. Còn 100 cây thì em tặng cho anh chị 10 cây. Cây gì giá thì 8.000 một cây ha, cao bự chà bá. Đem gì mình trồng mình cặp cái cây tre vô ha. Mình cặp cái cây mình cặp vô cây tre, cây gì cũng được cho nó thẳng, mình cắt bỏ cái nhánh bên kia để nó được một thân lên cao như vậy nha anh chị. Đó, cái tàn nào mình để thì mình cắt. Cái tàn nào mình để thì mình cắt cái tàn kia nha. Thì giá là 8.000 một cây. Anh chị muốn mua số nhiều nữa cứ alo em giảm giá cho anh chị mình nữa ha. Còn anh chị nào mua mình trồng nhân nghệ, mình trồng chơi để cho nó ra hoa chơi đó thì giá là 8.000 một cây, 10 cây em tặng cho anh chị mình một cây. Lô cây rất là xanh hết trơn, cây này bao sống cho anh chị mình hết trơn nha. Anh chị trồng chừng một tháng trời sao anh chị quay lại cây nào chết, alo em gửi cây khác cho anh chị mình. Nói chung là bao sống cho anh chị mình hết. Cây rất là dễ sống luôn, cây này là cây trang Mỹ Cam nha anh chị. Cái lá của nó nè, cái lá của nó bầu lại nè anh chị. Đó, lá của cây Mỹ Cam ha. Cây này nó chưa có hoa nên không có hay quay mặt hoa cho anh chị mình xem được. Khi có hoa thì chắc anh chị cũng biết rồi, cây trang Mỹ Cam thì cái hoa nó rất là dễ biết ha. Hoa của nó màu cam. Lá đó nè anh chị. Thì giá của 8.000 cây rồi nha anh chị. Anh chị nào muốn mua số nhiều thì cứ alo trực tiếp với em nha. Rồi clip này em xin dừng ở đây ha. Anh chị nào mà mình muốn xem cây thực tế hơn nữa thì các bạn Zalo với em, rồi em gửi cái mẫu qua cho anh chị mình xem. Số điện thoại em sẽ để trên mục tiêu đề nha. Em cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em. Rồi em chào tạm biệt anh chị nha.